Đây là con sim mà cũng có mấy anh chị có hỏi mình là SH1. Đó, 27 có em ra. Đây 27 có gì? Em ra. Khóa tư á. Khóa tư. Đây, dòng này có khóa tư nè, trước này khá là đẹp luôn nè. Đó thì bữa có cái chị mà ở Quảng Ngãi gì đó yêu cầu đặt cho mình đó. Thì đó. Cái chìa khóa nó hai điều khiển đó. Hai điều khiển. Từ từ mình sẽ test cho các bạn ha. Nổ tí nữa nổ lên con tại vì con này. Keo nguyên con mới 8.000. Xe dưới 100%. Xe này mới có 8.000 thôi nha, đi mới 8.000 nè. Đó, chiếc này mới quá. Chiếc này là ai mà nữ mua ngon nè. Bữa có cái chị ở Quảng Ngãi á thì chị xem được cái video này thì có liên hệ liền á. Tại vì kênh của em rất là nhiều người đặt nên khi mà đăng lên mà nếu mà chị có xem sau là có thể là không mua được á. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình có ghé là một cái cửa hàng, nói chung là bán cũng rất là nhiều loại xe. Theo quan sát của mình đó là thứ nhất là có quay này, có AB này, có SH1 này, có rim Thái này, Super Rim này, rồi City, rồi Alizabeth, rồi Cup. Rồi thì cũng rất là nhiều dòng xe. Thì giờ mình sẽ đi cụ thể từng chiếc mình giới thiệu cho các bạn ha. Thì bạn nào muốn mua xe á thì mình có để cái địa chỉ ở dưới cái video thì các bạn liên hệ tới mua. Tại vì số điện thoại thì trừ một số nào bạn nào mà có nhu cầu ở tỉnh á mình mới cho mấy bạn đó, tại vì ở tỉnh lên ở xa thì lên taxi thì phải hỏi là có xe còn hay không thì mới lên được. Nên mình chỉ hỗ trợ cho số điện thoại cho những người mà ở xa thôi. Còn nữa mình khuyến khích các bạn cứ tới cửa hàng mà các bạn mua. Rồi các bạn xem kỹ để biết giá cụ thể từng con á. Mã xe của mình ở mình cửa hàng đây là giá thấp nhất là bao nhiêu anh? 3 triệu. Thấp nhất là 3 triệu, còn cao nhất là 50. Rồi. Thì bây giờ rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu con này bao nhiêu anh? 3 triệu. Con này 3 triệu nè. Đó, đây là vô một cái là con xe 3 triệu. Đó, mấy người mà làm hồ á, mấy bạn mà nói cần mua xe á thì đây đây có 3 triệu á, xe rỉ. Mua về chỉ đi thôi chứ cũng không sửa gì nữa đâu. Rồi, đây là chiếc 5 triệu nha các bạn. Khá là đẹp luôn. Chiếc màu xanh đây bao nhiêu anh? 5 triệu rưỡi. Dạ. Đây là chiếc cúp. Cúp đầu bao nhiêu đó anh? 13. Dạ. 93. 13 năm. Đó thì mọi người mà mua thì các bạn cứ liên hệ. Cấp tư 10 triệu. Con này 10 triệu nè các bạn. Nhìn nó khá là đẹp luôn. Tiệm này mình thấy có rất là nhiều cấp. Nữ hoàng 10 triệu luôn. Con này cũng 10 triệu luôn. Tình trạng là xe nói chung là cũng làm lại một ít rồi đúng không anh? À, đúng rồi. Có làm rồi. Nói chung là dành cho những người mà thích những cái dòng xe như thế này, mua tìm về cổ về mình chơi chứ mà. Rồi. Chiếc này bao nhiêu anh? 9 triệu. Chiếc này 9 triệu. Đầu bao nhiêu anh? 2010. Chiếc này 2010 nha. Ủa, tất cả giấy tờ đầy đủ nha các bạn. Đây ngoài cái lốc đẹp. Đây ngoài cái lốc. Rồi. Đây là chiếc City này các bạn. Zin nha, các bạn nhìn đi. Đây màu sơn của nó vẫn là còn nguyên quá. Đó là đẹp luôn. Chiếc này bao nhiêu anh? 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi, đầu nó là gọi là đầu máy anh? City thùng. Đó, chiếc này City thùng nha các bạn. Đó, giá thì vừa nói 9 triệu rưỡi. Đề được anh.
đó. Các bạn nghe tiếng của nó nổ đi, rất là êm nha. Tí nữa mình sẽ vào bên trong mình quay bảng số cho các bạn xem ha. Tarut 7.8 đào bao nhiêu anh? 2.9 à? 7.8 à? Chiếc này khá là đẹp nè. Ai mà nói ít tiền này mua những chiếc này về chạy cho em bền. Con này là riêng nguyên luôn nha. Đó các bạn nhìn đi. Rồi con này anh 4.3. Con này là quay Trung Quốc hả? Trung Quốc. Quay Trung Quốc 4.3 nha, nhìn nó khá là đẹp luôn. Con này nữa hả? 4.3 luôn. Con này cũng 4.3 luôn. Đó, thì các bạn mà tiền ít á thì hỏi mình cứ xì rỉ thì thôi. Tiệm này hôm nay bao luôn. Rất là nhiều loại xì luôn. Nổ rất là êm. Ồ, mấy chiếc này thầu mua đi ngon không? Đó. Đây, đây là chiếc Luxico 11 năm anh. Anh vào phía trong anh đặt bản số luôn em giúp em. Quay anh nha. Dạ. 59C2 00142. 59C2 hả? À. 00142. Đó, chiếc này 11 năm. Cũng riêng nguyên nè các bạn. Giấy tờ đầy đủ. Đó là chiếc Elizabeth. Đó, 10 triệu đầu bao nhiêu anh? Đó, 21. Đó, 21 khá là mới luôn các bạn. Bản số đâu anh? Con 51 là 1, 09 là 1, 037 là 1, thành phố. Dạ, bản số thành phố luôn hả? À. Khá là đẹp. Chiếc này mà nữ này. Bữa có cái anh nào á? Cái anh ở Đồng Nai á, anh nói anh mua cho vợ thì em để nghĩ là nên mua những chiếc này này, nó vừa túi tiền. Ừ, nguyên con luôn đó hả? Đó, chiếc này cũng riêng nguyên con á. Chiếc này chiếc gian. Dạ, 22 triệu. 22 triệu. Dạ, bản số cũng thành phố luôn anh. 64 à? Vĩnh Long á, giá là chiếc này có thể rút hồ sơ được đúng không? Được. Rồi. Số 2 luôn. Dạ. Cũng bằng giá luôn, cũng 22. Chiếc màu đen. Nô 5 14 triệu. Cũng riêng nguyên con luôn. Riêng nguyên con luôn. Ở số thành phố nha các bạn. Nhìn khá là đẹp luôn. Đây. Chiếc này 29 năm này các bạn. Ở 2019 chiếc xe khám mới luôn. Chiếc này riêng cũng riêng nguyên nè. Bữa mình có test cho các bạn xem mà. Đây, đây là con xe mà cũng có mấy anh chị có hỏi mình là SH1. Đây 2017 có gì? Khóa từ. Khóa từ. Đây, dòng này có khóa từ nè. Chiếc này khá là đẹp luôn nè. Đó thì bữa có cái chị mà ở Quảng Ngãi gì đó yêu cầu đặt cho mình đó. Thì đó. Nhìn cái chìa khóa nó hai điều khiển đó. Hai điều khiển. Từ từ mình sẽ test cho các bạn ha. Nổ tí nữa nổ lên con tại vì con này. Nguyên con mới 8.000. Xe dưới 100%. Xe này mới có 8.000 thôi nha, đi mới 8.000 nè. Đó, chiếc này mới quá. Chiếc này là ai mà nữ mua ngon nè. Bữa có cái chị ở Quảng Ngãi á thì chị xem được cái video này thì có liên hệ liền á. Tại vì kênh của em rất là nhiều người đặt nên khi mà đăng lên mà nếu mà chị xem sau là có thể là không mua được á. Chiếc này khá là đẹp luôn, đợt 2017 đi mới có 8.000 thôi. Xì khá là đẹp rồi, mã số 59 11025 X3 nha các bạn. Ôi, chiếc này màu nữ mà chuộng nữa. Đó là khóa điều khiển thôi, hai cái nha các bạn. Nói chung là còn nguyên hết. Chồng cái gì cái. Dạ. Mở lên mở đèn. Rồi. Dòng này bây giờ mình đi. Đó, các bạn nhìn đi. 8.000 rồi. Đó, 8.022 coi đó. Khá là mới luôn, bây giờ mình sẽ đề máy cho các bạn. Bạn nghi đi.
mình đứng mình để ngay cái máy ngay vô cái bô luôn, mà chắc gì các bạn đã nghe được tiếng máy của nó. Chiếc này là giá là 50 đúng không anh? Nếu mà người ở tỉnh mua rút sơ đồ anh, con này là rút được ok nha. Đó thì mình vừa test đó. Các bạn nào có nhu cầu mua thì giỏi đẹp đó, cái này khá là đẹp luôn, 50 triệu rút hồ sơ luôn. Chiếc này mới quay chi tiết cho các bạn xem. Chiếc khám mà mới luôn đó. Cái này nữ thì bữa có bạn nữ ở Quảng Ngãi hỏi á, đẻ phát móc này là khá là mới. Con này cũng kinh nguyên con 12 năm này các bạn. Đầu bao nhiêu ra anh? Đó 21. Bao nhiêu lột keo hả? Mới cứng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lướt bằng số cái dòng xe thứ hai cho các bạn. Rồi SH1 2017 mã số 59 nha. Kiểm soát là AB đây, bữa mình test rồi nên giờ mình khỏi test nữa. Biển số là 48930. Chiếc này nô 5 cũng có nhiều anh hỏi á. Hôm nay tiệm này có một chiếc này, bản số là 24892. Hai chiếc danh này bản số, nhất danh màu đen á là bản số 62 nha. Màu trắng là bản số 64. Elizabeth này cũng vậy, Elizabeth là bản số 59. Và chiếc Mio Lasco là bản số 59 luôn. Thì các bạn nào mà muốn mua thì các bạn liên hệ xem video cho kỹ và liên hệ tới cái anh này. Cửa hàng này cửa hàng Tám Phước, nó ở gần chỗ ở tỉnh lộ 43 đó các bạn. Và các bạn chỉ cần chạy tỉnh lộ 43 để ý cái cửa hàng tên là Tám Phước, phía bên từ ở đường thành phố xuống thì nó nằm phía bên trái nha. Cái tiệm nó khá là lớn luôn.